phố Hồ Chí Minh kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung F0 xuống còn 7 ngày. Hà Nội, tỷ lệ lây nhiễm F1 lên tới 13%, gần gấp đôi giai đoạn trước. Chiều ngày 19 tháng 11 đã có 89% người từ 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19. Nghị quyết số 116 tiếp sức cho doanh nghiệp và người lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phục hồi. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc vào ngày 22 tháng 11 theo hình thức trực tuyến. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ ngày hôm nay ngày 19 tháng 11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Lễ tưởng niệm thể hiện sự chia sẻ động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước những mất mát đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Trước lễ tưởng niệm, từ sáng ngày hôm qua ngày 18 tháng 11, hơn 200 Phật tử đã có mặt tại Việt Nam Quốc tự quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, nghiêm trang trong nghi thức cầu siêu tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để gia tăng hiệu quả trong công tác chăm sóc điều trị F0, duy trì mục tiêu hạn chế các trường hợp bệnh nặng và tử vong do COVID-19, đồng thời giảm tải cho các khu cách ly tập trung, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế cho phép thành phố thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nhận được các ca mắc COVID-19 tại trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, vào tối ngày 18 tháng 11, 131 học sinh và giáo viên tiểu học của trường này đã được đưa đi cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày 19 tháng 11, trường tiểu học Hoàng Hoa Thám tạm thời dừng việc dạy và học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, Hà Nội dừng cách ly người tiêm đủ liều vaccine về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh xin thí điểm không cách ly du khách nước ngoài từ tháng 12 là những thông tin đáng chú ý trong chùm tin vắn ngay sau đây. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành công điện số 24 điều chỉnh việc giám sát, xét nghiệm người có nguy cơ cao về từ các địa bàn có dịch COVID-19. Theo văn bản, Hà Nội sẽ dừng áp dụng quy trình tiếp nhận, cách ly F1 và người về từ vùng dịch. Thành phố đặt ra thêm một số yêu cầu riêng đối với người về từ các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Cụ thể, Hà Nội sẽ giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo quy định tại văn bản số 9472 ngày 8 tháng 11 của Bộ Y tế. Theo công điện số 23, Hà Nội sẽ thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn, xã, phường, thị trấn với phương châm 4 tại chỗ do các quận, huyện, thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế. Cục Y tế Dự phòng cho biết có hai vấn đề mà Hà Nội cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là Hà Nội phải đảm bảo được năng lực về nhân lực và vật lực của các trạm y tế lưu động. Thứ hai là cần đảm bảo các trạm y tế lưu động không được quá tải. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký văn bản khẩn gửi Thủ tướng cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đón khách quốc tế đến thành phố. Căn cứ tình hình thực tiễn, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn được chấp thuận cho thí điểm tổ chức đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine từ tháng 12 năm 2021 đến cuối năm 2022. Trong giai đoạn đầu từ tháng 12 năm 2021, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện được phép hoạt động phục vụ đón khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh theo các chương trình du lịch chọn gói thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tính đến 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11, cả nước đã tiêm 104.869.090 liều vaccine phòng COVID-19. Trên cả nước, tỷ lệ tiêm ít nhất là một liều vaccine chiếm 89% và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 52,3% dân số từ 18 tuổi trở lên. Một số tỉnh thành có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều tỉnh miền Tây tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 đạt tỷ lệ gần 70% và ngay sau đây là thông tin chi tiết.
Trong ngày 18 tháng 11, ngành Y tế Cần Thơ tiêm vaccine mũi 1 cho thêm 1.206 người và 67.114 mũi 2. Số vaccine tiêm trên tổng số liều nhận của thành phố Cần Thơ là 1.370.788 trên 1.595.865, đạt 85,9%. An Giang tiêm vaccine mũi 1 thêm 2.768 người và 31.162 mũi 2, tỷ lệ phủ vaccine mũi 1 và mũi 2 của An Giang là 95,42% và 69,54%. Tại Sóc Trăng, ngày 18 tháng 11, tỉnh được Trung ương phân bổ vaccine đợt 31 với 46.800 liều. Địa phương này đã có 92,62% số người được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và 69,04% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2. Ngành Y tế tỉnh Bạc Liêu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên và học sinh từ 12 tới 17 tuổi. Hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 của Bạc Liêu là trên 95%, mũi 2 là gần 65%. Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi Cục Khoa học và Công nghệ Đào tạo Bộ Y tế để xin cấp thêm 100.000 liều thuốc Monopiravir để dùng trong điều trị bệnh nhân COVID-19, đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân và một số trường hợp F0 có xu hướng tăng sau khi TP.HCM triển khai áp dụng thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, có khoảng 55.000 F0 cách ly tại nhà và cơ sở cách ly, do đó nhu cầu sử dụng thuốc cũng tăng tương ứng. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác, kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 19 tháng 11, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành có liên quan về kế hoạch năm học 2021-2022. Theo lộ trình tổ chức học trực tiếp được Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, việc tập huấn cho cán bộ, giáo viên công tác phòng chống dịch sẽ diễn ra vào đầu tháng 12, họp phụ huynh học sinh khối 9 và 12 trước ngày 5 tháng 12. Học sinh trở lại học trực tiếp từ ngày 10 tháng 12, ban đầu là khối 9 và khối 12, tiếp đó mở dần các khối khác. Từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11, sẽ tổ chức tiêm mũi 2 vaccine cho tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Cập nhật số liệu đến ngày 18 tháng 11 ở Hà Nội, tỷ lệ F1 của các ca F0 có kết quả dương tính SARS-CoV-2 lên tới 13%, thay vì 7-8% như trước giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Trong thời gian này, Hà Nội có 920 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở cộng đồng, chiếm từ 20-30% tổng số ca mắc. Điểm phong tỏa hiện nay cũng đang tăng lên, nhưng ở diện hẹp. Hiện thành phố đã có phương án đáp ứng điều trị cho khoảng 100.000 bệnh nhân thể nhẹ. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố sẽ tiến hành tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Thời gian bắt đầu tiêm từ ngày 20 tháng 11, dự kiến kéo dài trong 3 ngày. Đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 đợt này là 34.696 học sinh lớp 8 và lớp 9 ở các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân quận huyện lập danh sách. Tất cả học sinh đều được tiêm vaccine Pfizer. Thành phố bố trí 15 điểm tiêm chủng trên địa bàn với gần 100 đội tiêm. Các điểm tiêm còn giáo viên của từng trường lớp túc trực bên ngoài để hỗ trợ khi cần. Quý vị đang theo dõi bản tin giờ thứ 9 phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình SCTV8 VTV. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật các thông tin văn hóa, giải trí, công nghệ đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, triển lãm của các tác giả là những em nhỏ yếu thế mắc bệnh tự kỷ hoặc đang điều trị ung thư mang tên Vì một Việt Nam tất thắng diễn ra đã giới thiệu đến công chúng 250 tác phẩm xuất sắc, truyền tải thông điệp sẻ chia, hy vọng một tương lai tươi sáng trong những ngày cả nước chống dịch COVID-19. Cuộc thi dành cho các em từng mắc hoặc điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam, tự kỷ, trẻ mồ côi. Với 250 tác phẩm gồm 200 tranh vẽ và 50 thư tay, các tác giả nhỏ tuổi đã thể hiện góc nhìn trong sáng, chân thực về cuộc sống xung quanh, đồng thời thể hiện mong muốn, hy vọng một tương lai tươi sáng trong những ngày cả nước chống dịch COVID-19. Mỗi nét vẽ, câu thơ, lời văn trong các tác phẩm không chỉ chất chứa tình cảm của các em dành cho những người ở tuyến đầu chống dịch, mà còn phản ánh tinh thần lạc quan và nghị lực của các em nhỏ thiệt thòi. Triển lãm Vì một Việt Nam tất thắng mở cửa tự do tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đến hết ngày 22 tháng 11. Ngoài ra, khách tham quan có thể xem tranh trên không gian ảo 360 độ tại website của chương trình.
thú vị trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 tại thành phố Huế mới đây đã diễn ra triển lãm ảnh Thừa Thiên Huế điểm đến của các nhà làm phim và triển lãm Di sản và bạn. Hai triển lãm này giới thiệu gần 300 tác phẩm ảnh được bố trí trưng bày nối tiếp nhau trong không gian của nhà hát Sông Hương nhằm truyền tải đến các đại biểu sự liên hoan phim những hình ảnh đặc sắc về vùng đất văn hóa, con người và danh lam thắng cảnh xứ Huế. Trong đó, triển lãm Thừa Thiên Huế, điểm đến của các nhà làm phim được thực hiện dưới hai hình thức, trưng bày trực tiếp và triển lãm trên nền tảng số. Triển lãm giới thiệu các hình ảnh đặc sắc trong các bộ phim điện ảnh Việt Nam đã từng thực hiện cảnh quay tại Huế như Mắt Biếc, Gái Già Lắm Chiêu, Em và Trịnh, Nàng Thơ xứ Huế, giới thiệu những danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa và con người xứ Huế. Triển lãm Di sản và bạn do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với báo Sài Gòn Tiếp thị tổ chức, triển lãm trưng bày khoảng 70 tác phẩm giới thiệu những giá trị văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, con người, nghề truyền thống, các cảnh đẹp của Huế, trong đó có một số tác phẩm ảnh về ngành du lịch tham gia hỗ trợ, động viên các du khách quốc tế thực hiện điều trị và cách ly y tế tại Huế trong đợt dịch đầu năm 2020, thể hiện hình ảnh Thừa Thiên Huế điểm đến an toàn, thân thiện. Thưa quý vị, vừa qua ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký quyết định phê duyệt đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí khu bảo vệ cảnh quan rừng Tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu nâng tầm khu bảo vệ cảnh quan rừng Tràm Trà Sư trở thành một điểm du lịch đẳng cấp quốc gia và quốc tế. Khu du lịch sinh thái rừng Tràm Trà Sư có các tài nguyên du lịch sinh thái tiêu biểu như cảnh quan thiên nhiên hệ sinh thái đất ngập nước, sinh cảnh rừng tràm ngập nước, sinh cảnh kênh, mương và các loại thực vật sen, súng, bèo, sinh cảnh đồng cỏ, đầm lầy ngập nước theo mùa, các loài chim nước, thủy sản và động vật hoang dã vùng đất ngập nước, trải nghiệm các phong tục, tập quán, nét văn hóa trong sinh hoạt, ẩm thực của cộng đồng địa phương. Dự kiến trong năm 2022-2023, tỉnh An Giang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và giai đoạn 2024 bắt đầu thực hiện các hoạt động du lịch tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Rừng Tràm Trà Sư có tính đa dạng của hệ sinh thái đất ngập nước được bảo vệ, bảo tồn nguồn gen tốt, có hàng ngàn cá thể của nhiều quần thể chim, cá, loài lưỡng cư, loài bò sát và côn trùng quý hiếm nằm trong sách đỏ sinh sống trong rừng. Năm 2003, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đồng ý với đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc xây dựng rừng Tràm Trà Sư trở thành khu bảo tồn thiên nhiên để mọi người đến tham quan và nghiên cứu khoa học. Sở Du lịch Đà Nẵng đang tiến hành thẩm định, xét chọn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đăng ký đón và phục vụ khách du lịch quốc tế. Dự kiến trong 2 tháng cuối năm nay, Đà Nẵng tập trung vào nguồn khách du lịch Hàn Quốc và Nhật Bản trong 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 từ tháng 11 năm 2021, thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Đà Nẵng sẽ chọn các cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch quốc tế, đảm bảo các điều kiện theo quy định. Giai đoạn 2 từ tháng 1 năm 2022 sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại 5 địa phương ở giai đoạn 1. Giai đoạn 3 là mở cửa hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến nguồn khách quốc tế đến Đà Nẵng từ tháng 11 tháng 12 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, khách sẽ chủ yếu là người Việt cư trú tại nước ngoài, về nước du lịch kết hợp thăm thân, khách một số thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản. Thưa quý vị, sự phát triển của nhím biển trong những khu rừng tảo bẹ dọc bờ biển của California đang bị đe dọa. Nhím biển ăn tảo bẹ, loài thực vật này hấp thụ mạnh khí CO2 từ không khí, gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu. Sự xuất hiện của rái cá giúp lượng CO2 được giảm thiểu đáng kể. Vậy vai trò của rái cá quan trọng như thế nào đến khí quyển? Xin mời quý vị cùng chúng tôi. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, chính phủ Thái Lan vừa mới thông qua một chiến dịch xúc tiến du lịch mới năm 2022, đồng thời thành lập một ủy ban để tháo gỡ những trở ngại liên quan đến đại dịch COVID-19 cho ngành công nghiệp không khói, vốn là nguồn thu quan trọng cho đất nước Đông Nam Á này. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết, Nội các Thái Lan mới đây đã phê duyệt chương trình có tên gọi Đến thăm Thái Lan năm 2022 do bộ này đề xuất, phù hợp với mục tiêu khôi phục ngành du lịch của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Chiến dịch sẽ tập trung vào các tỉnh Chiang Mai, Phuket, Nakhon Ratchasima và Ayutthaya. Ngoài ra, chiến dịch sẽ triển khai các chuyến thương mại với sự kết hợp của các khách sạn và hãng hàng không. Người đứng đầu Thái Lan cho biết, mục tiêu của chiến dịch là tỷ lệ lấp đầy khách sạn ở các tỉnh mục tiêu nói trên đạt 50%.
Chính phủ Thái Lan sẽ tập trung vào các thị trường Trung Đông và Ấn Độ trong năm tới. Theo đó, chính phủ Thái Lan đã yêu cầu các văn phòng du lịch của Thái Lan ở nước ngoài và trong nước điều chỉnh lại kế hoạch làm việc trong năm 2022 để đạt được mục tiêu của chiến dịch.